Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì để trở lại cái video đăng bán tiếp theo của em, thì em xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của bộ mẹ con đang con cái 3B này được 10 ngày. Đó, đẻ con cái 3B 10 ngày. Bò mẹ này thì tình trạng là đẻ lứa này là lứa thứ tư rồi. À, đang giữ con lứa thứ tư. Bộ mẹ con này thì con mẹ là con mẹ cái Sin, đẻ con cái 3B 10 ngày. Và cái bên đây là một con cái Bombay. Con cái Sin Lai Bombay. Con này thì đang mang thai. Tình trạng là mang thai 5 tháng nha. Mang thai 5 tháng. Con này thì được cái là đẻ rất là sai con. Con này nhìn thấy nó rất là bóng bẩy đúng không? Đầy đạm đúng không? Con này là Sin Lai Bombay. À, con này thì đang mang thai được 5 tháng rồi. Và bộ mẹ con này thì con là con cái 3B rất là mát sữa, ú lực. Ha, à, thấy không? Thấy đẻ con cái 3B đã không? À, đẻ con cái 3B mới 10 ngày tuổi thôi. Mẹ này đẻ 4 con rồi. Và cái giá của bộ mẹ con này thì nó cũng mềm. 21 triệu. 21 triệu để cho cô chú anh chị các bạn ta mua. Mua về nuôi phát triển kinh tế. Cái giá này cực kỳ mềm. Mẹ con 21 triệu. Đó, mẹ đang giữ con lứa thứ tư. Và con cái này là con cái Sin Lai Bombay. Mẫu thì lùng liền, lực, đẻ sai. Và đang mang thai được 4 tháng rưỡi 5 tháng bò. Và giá của con này nó có giá là 22 triệu tơ nha cô chú anh chị các bạn, tơ 22 triệu. Chân móng nè. Móng thì ở đây là móng của những con bò này là móng sò hết. Coi. Móng sò. Và sắp cô chú anh chị các bạn biết rồi. Những con bò móng dài, móng hài gì là nó sắp tuyệt chủng hết rồi. Giờ chỉ còn là móng sò thôi. Đó, bây còn là thấy dễ thương không? Con cái 3B. Mẹ đang giữ con cái 3B 10 ngày tuổi nè. Lau lia. Giá 21 triệu. Một cái mức giá phải gọi là cực kỳ yêu thương. Về mà nuôi bò con vài tháng chào bán cái nếu như bò mắc cái lời ha, có lãi ha. Bò chuẩn bị lên giá của chính trị và các bạn ơi. Bò thì giá bò hiện tại ngang lúc này thì một số chị người ta sẽ nói là bò rẻ thê thảm, nhưng thật sự bò thì không có rẻ đâu. Bò ở đây thì nó sẽ bằng tương đương với giá trị tiền thịt chứ không 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 em không nói rẻ đó, tại vì giá thị trường nó đang bị biến động. À, nó đang bị lạm phát nên tất cả các món hàng, tất cả các mặt hàng đều như vậy chứ không phải riêng về những cái ngành bò này. Nên anh chị chúng ta cứ yên tâm. Sắp tới đây bò sẽ được bình ổn giá lại. Cái gì cũng vậy mà, chứng khoán hay là gạo, lương thực hay là vàng, bất cứ thứ gì cũng có thời điểm rẻ rồi sẽ mắc. Nên anh chị coi. Nếu như mình đầu tư ngay cái thời điểm này thì đây chính là cái thời điểm mà anh chị đang bắt đáy. Đó, và giá của bộ mấy con này là 21 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Mẹ chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3. Còn con này tại chiều cao tại phía sau khu là 1m2 nha. Và con này là con cái tơ đang mang thai lứa đầu. Nó thuộc về cái dòng bò Sin Lai Bombay đang mang thai được 5 tháng. Và tình trạng là con này sẽ được khám thai lại trong vòng 3 ngày anh chị chúng ta mua về. Và khi mà giao bò thì anh chị sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Dẫn bò đi tới đi lui kiểm tra về tổng hình ảnh của con bò rồi mới thanh toán tiền nha. Còn đây bộ mẹ con cái 3B này thì tình trạng là con mẹ sẽ được đảm bảo bao lòi lưu hí tử cung trong vòng 3 tháng đầu tiên. Anh chị mua về nếu mà có hiện tượng lòi lưu hí tử cung thì bên anh chủ nhà nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con, cô bác cũng như là quý anh chị. Rồi, thì bây giờ em cũng xin kết thúc video đây. Và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.